Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Những câu chuyện rùng rợn và huyền bí bên trong Tử Cấm Thành. Là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách khi tới Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành được coi là một nơi lắm khách nhiều ma. Dù là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc với lịch sử hơn 600 năm, cùng những kiến trúc cung đình, lăng tẩm nổi tiếng qua nhiều triều đại và đón khoảng 10 triệu du khách tới tham quan mỗi năm, Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn là một nơi đáng sợ bậc nhất tại đất nước này. Không phải ngẫu nhiên mà tòa thành này được gọi là nơi bị ám nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, khi hơn 600 năm qua, từ thời nhà Minh cho tới nhà Thanh đã có rất nhiều vụ ám sát xảy ra đằng sau bốn bức tường thành mà bên ngoài không hề hay biết. Để xây dựng xong công trình này, hàng trăm người cũng đã phải bỏ mạng. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người cũng tin vào sự xuất hiện của những bóng người đi lại vào mỗi tối trong tòa thành này, dần dần trở thành những giai thoại đầy huyền bí. Mở cửa đều đặn từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 10 phút chiều, vào những ngày mùa đông là 5 giờ 40 phút. Nhiều du khách cho biết cứ sau 5 giờ là có những luồng không khí lạnh thổi xung quanh tòa thành này. Vì vậy, Tử Cấm Thành dường như trở thành một nơi hoàn toàn khác vào mỗi buổi đêm. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất tại Tử Cấm Thành kể về một người phụ nữ hay vận đồ trắng toát đi lại trong khuôn viên Tử Cấm Thành với tiếng khóc nỉ non. Nhiều người canh gác ở đây còn cho biết họ nghe thấy tiếng sáo cất lên giữa đêm từ bên trong khu di tích. Câu chuyện khác kể về những con chó chạy trong hành lang chật hẹp của Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, khi người bảo vệ soi đèn pin lại thì không thấy đâu cả. Đã có người từng nhìn thấy khung cảnh những hoàng quan và nô tỳ đi ngang qua sân trước khi mất tích vào trong một hành lang. Dù không biết thực hư ra sao, nhưng những câu chuyện trên cũng làm bao người cứng bóng nhất cũng phải sợ hãi. Có một chiếc giếng bên trong Tử Cấm Thành được cho là nơi một cung nữ đã gieo mình tự tử. Nếu có ai nhìn xuống giếng nước thì sẽ không thấy bóng của mình, mà thay vào đó là bóng của người cung nữ năm nào. Tuy nhiên, cũng không ai rõ đó là chiếc giếng nào trong khuôn viên rộng 720.000m2 của Tử Cấm Thành. Trên trang Beijing Today từng kể lại câu chuyện của một du khách đến tham quan triển lãm về trang sức và khăn đội đồ của các cung tần mỹ nữ ở Tử Cấm Thành. Ác mộng đã đến với anh vào lúc nửa đêm khi anh nghe thấy tiếng la hét của một người và những lời rên rỉ: những món đồ trang sức đó là của ta. Với người dân Trung Quốc, một trong những tin đồn đáng sợ và có lẽ chân thực nhất được kể bởi một người lính có tên là Phát Phu. Anh từng làm lính gác tại Tử Cấm Thành vào năm 1995. Phát nhớ lại một buổi tối khoảng tháng 10 khi hai người bạn của anh đã chạm trán một thứ gì đó mà anh cho là ma. Chúng tôi đang xem tivi trong phòng gác. Lúc 9 giờ tối, hai người vừa đi trực gác trở về phòng với khuôn mặt rất sợ hãi. Phu nhớ lại, theo những người đồng nghiệp của anh, họ đã gặp một người phụ nữ với mái tóc dài và bộ trang phục màu đen. Hai người lính đã gọi người phụ nữ, nhưng cô ta đã chạy đi ngay lập tức. Họ nhận ra cô gái này không phải là người làm tại đây. Họ đuổi theo cô vì nghĩ có thể cô ta là một kẻ trộm. Cuối cùng, khi hai người dồn cô vào một đường cục và yêu cầu cô quay lại, khi cô ta quay lại thì cả hai người kia trở nên khiếp sợ tới nỗi rơi cả đèn pin, vì người phụ nữ kia không có mặt mà chỉ có mái tóc. Sau đó thì Phu đã cầm súng và trở lại địa điểm kia để kiểm tra xem những gì họ nói có đúng hay không, nhưng không có ai ở đó, chỉ còn chiếc đèn pin vẫn đang nằm lăn trên sàn nhà. Có lẽ dù không ai xác định được những câu chuyện trên là được thêu dệt để nhằm tăng sự tò mò của du khách về nơi này, hay đó chỉ là những điều có thật, Tử Cấm Thành vẫn là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với những người không tin vào những điều rùng rợn huyền bí thì Tử Cấm Thành vẫn nổi tiếng là một nơi lắm khách nhiều ma ở Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!